Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cái tính năng là ở trên cái sàn Hobi có tính năng là Hobi Prime đấy Nó là một cái tính năng mà bán trước mã thông báo trước khi mà những cái mã thông báo này được list trên các sàn giao dịch ấy, thì cái tính năng này là nó cho phép người dùng cái sàn này đấy tham gia và đăng ký để mà được mua cái mã thông báo đôi trước với một cái giá rẻ đấy. Thường mà những ai mà đủ điều kiện để mà mua cái mã thông báo này thì bao giờ nó cũng thậm chí nó x5 đến x10 tài sản đấy. Trước tiên lần đầu các bạn biết tới kênh mình thì các bạn đăng ký kênh mình và bấm vào cái quả chuông này nhá. Các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo thì khi mà mình cập nhật đăng tải một cái video hay là một cái sự kiện ai aizop vào lên thì các bạn đều biết để các bạn xem nhá. Ở video ngày hôm qua thì mình có chia sẻ cho các bạn về cách cả đăng ký cái sàn Hobby cũng như là cây C gọi là xác minh danh tính đấy để các bạn tham gia là nhận cái máy đào đồng ship 3 cũng như đồng đốt quay hoàn toàn miễn phí. Nếu như ai bốc vào 15 ngày hay 30 ngày thì mỗi ngày các bạn được vào điểm danh để khai thác một lần nhá Ở đây mình đính chính luôn là hôm trước à, chiều hôm qua mình đăng lên nữa là lúc đầu nó bị lỗi thôi còn hiện tại thì mình quay vào là nó vẫn cho khai thác bình thường nhé nên là các bạn nào mà bốc vào 15 ngày thì các bạn mỗi ngày các bạn được một lần bạn nào bốc vào 30 ngày thì mỗi ngày các bạn được một lần vào để các bạn khai thác cái đồng sip ship 3 cũng như là bạn nào hên thì nó rớt ra cái đồng dog quay này nhé thì bạn nào mà chưa biết cách đăng ký như là cay C cái sàn hobi thì các bạn vào xem cái video ngày hôm qua mình phát hành nhé và cuối video thì mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở trên cái video này nhé Trước tiên thì mình quay lại ở cái sự kiện mà mình hướng dẫn các bạn cách mà các bạn khai thác cái đồng ship 3 thì hiện tại thì các bạn phải đăng nhập vào nhá. Đăng nhập vào rồi các bạn nhìn đến phần trang chủ này. Nó vẫn cho mình khai thác bình thường chứ không phải là kết thúc đâu nhá. Các bạn kích vào cái khai thác hay là kéo lên kích vào cái magic miler này nhá. Đó thì bạn nào mà bốc mà hên như của mình này còn 13 ngày tức là mỗi ngày mình được vào điểm danh một lần để khai thác cái đồng này nhá bạn nào được 30 ngày là mỗi ngày các bạn vào một lần nhá đó là cái tính năng mà để mà khai thác chào mừng cái Giáng sinh đây thì mình nhắc lại thôi còn ở video này thì mình chủ yếu về hướng dẫn và chỉ cho các bạn cách để các bạn biết là cái tính năng là nó bán cái đồng mã thông báo tức là cái tính năng ở Hobby Prime này là cái tính năng mà nó bán cái mã thông báo trước ở cái sàn này khi mà mình tham gia thì mình phải đạt cái điều kiện đầu tiên là các bạn phải có một cái tài khoản sàn Hobby cũng như là các bạn được KYC thì cái video hướng dẫn đăng ký cũng như là kyc mình đã có rồi mình để phần uh, mô tả cho bạn nào mà chưa đăng ký cũng như là chưa biết cách kyc thì các bạn lấy bạn xem mà các bạn biết nhá đầu tiên đây là cái chương trình là hubi prime thì nó đang là mở bán cái đồng tốc quyền là unb thì về cái nền tảng hay là hệ sinh thái đồng đấy thì uh, tí nữa mình sẽ nói qua cho các bạn biết nhé còn hiện tại thì nó đang là 4 ngày nữa là nó sẽ bắt đầu mở bán nhá tức là cái thời gian mà kết thúc 4 ngày này thì nó sẽ bắt đầu là là đăng ký và đăng ký rồi mà nếu ai mà được nọt vào cái phòng đăng ký thành công ấy thì mới được mua cái đồng này với một cái giá sale nó đây các bạn nhìn thấy cái giá của nó là 0.012 USDT nhé và cái lưu hành nó là tổng cung đây các bạn nhìn thấy tổng cung ấy nhá và tên dự án là UNB nhé thì điều kiện để mà được tham gia đăng ký đấy 4 ngày nữa là kết thúc nhé và điều kiện tham gia thì các bạn phải có một cái tài khoản Hubi đây này và phải được cai C nhé các bạn có thể nhìn thấy cái thời gian nó nó ghi đây nhá thời gian này và cái thời gian mở bán thì sẽ là, là ngày 14 này lúc 10 giờ UTC này, chắc là nó rơi vào tầm nó sẽ rơi vào tầm 4 đến 5 giờ chiều ngày 14 tháng 12 nhé cái này nếu bạn nào mà có đăng ký thì các bạn phải phải ghi vào lịch hẹn báo thức nhé tức là cái ngày bắt đầu mà để đăng ký đấy hiện tại thì cần hết 4 ngày này này là nó sẽ bắt đầu mở đăng ký và khi mà đăng ký ấy, thì mình phải vào mình hẹn cái giờ đúng ngày này này. Ngày 14 tháng 12, 10 giờ này nó cũng chắc nó rơi vào tầm khoảng từ 4 đến 5 rưỡi chiều đấy, 5 rưỡi chiều ngày 14 tháng 12 đấy. Và cái thời gian kết thúc nó này nhá. Thời gian mở bán kết thúc thì nó cũng rơi vào nó trong vòng loanh quanh đây các bạn nhìn thấy này, loanh quanh nó chỉ tầm 2 tiếng là cùng thôi nhá. Tức là cả cái lúc bắt đầu mở mở bán đến lúc mà bán 2 tiếng thôi. Rồi cái điều kiện để mà tham gia được để mà đăng ký thì các bạn phải có một cái tài khoản Hobi cũng như là được KIC nhé. KIC thì các bạn cứ KIC như mình hướng dẫn được KIC này nó KIC auto nên là nó xét duyệt nhanh lắm chỉ mất vài phút là được còn cái mà KIC phái sinh thì các bạn không cần nào đâu đấy là thuộc diện là cấp cao à, ai có khối lượng giao dịch quá lớn thì người ta mới KIC cái phái sinh thôi còn mình thì mình không cần đâu nhá mình KIC bằng giấy tờ chứng minh dân dân hay thẻ căn cước được rồi cái điều kiện để mà tham gia đăng ký thì các bạn sẽ kích vào chỗ xem thêm này nhé. Đó thì đây nó có, sẽ có hai cái hình thức để mà à, đủ điều kiện để mà đăng ký đấy. Cái hình thức đầu tiên là các bạn phải có cái đồng à, HT Holder rồi nhé. Cái đồng HT thì các bạn nghĩ đến cái đồng BNB ở sàn Binance nếu như bạn nào mà có đồng BNB sàn Binance ấy mà sàn Binance hay tổ chức những sự kiện mua bán trước mã thông báo ấy, thì nó cũng phải yêu cầu phải có cái cái đồng nắm giữ cái đồng mà BNB thì đối với cái sàn Hobi này nó cần là cái đồng HT này. Nếu như mình mà nắm giữ đồng HT này thì mình mới được tham gia và đăng ký cái đợt mua cái đồng Ubi này nhá. UNB này nhá. Còn nếu như mà mình không có được cái đồng HT này đấy thì đây nó sẽ có một cái lựa chọn nữa là phân phối cho kênh mua bán phổ thông. Kênh phổ thông tức là mình không có cái đồng HT T này để mình tích trong cái sàn Hobi thì mình sẽ dùng này 50 USDT đến 2.000 USDT nhá. Thì đây là cái hạn mức mua cho cái kênh phổ thông các bạn nhìn thấy này là 50 USDT, tức là mình sẽ dùng 50 USDT mình nạp lên cái sàn Hobi này để mà chờ đến cái ngày 14 nó bắt đầu mà nó kết thúc 4 ngày nữa ấy là mình mới vào, mình hẹn giờ mình vào để mình tham gia đăng ký. Nếu như mình mà đăng ký mà không thành công ấy thì nó sẽ lại giả lại cái 50 USDT vào cái tài khoản Hobi của các bạn, các bạn có thể rút về hoặc là các bạn để mua những cái quay khác. Còn nếu như mà đăng ký mà thành công ấy, thì các bạn sẽ được dùng 50 USDT để các bạn mua. Đây các bạn mua với cái giá là 0.12 USDT trên một cái đồng USB này nhá. Ở đây thì để mình thoát ra ngoài trang chủ này, mình nói cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. mình vào cái ví này. Mình vào cái ví của mình nhé. Đó, chẳng hạn là các bạn đang nhìn thấy mình đang có là 51 USDT Chính là mình chuyển 51 USDT đây để mình tham gia đăng ký Nếu như mình không có cái đồng HT ở đây đấy Còn ngoài ra bạn nào có đồng HT thì các bạn có thể dùng đồng HT để tham gia đăng ký Còn bạn nào mà không có mà muốn tham gia các bạn cần phải gửi đến đây 50 USDT Cái việc mình gửi đây nó cũng như các bạn sử dụng sàn Binance hay là ví chất Winnet hay là sàn Gate.io hay là cái sàn Zimitano thôi Muốn gửi các bạn kích thẳng vào cái USDT này Các bạn chọn là nạp tiền này khi lần đầu các bạn kích vào thì nó có mấy cái hướng dẫn còn mình mình làm rồi nó bỏ qua cái hướng dẫn nhé mình sẽ chọn một cái mạng mà mình muốn gửi đến đây thường là mình sẽ dùng cái mạng TRC10 chính là cái mạng tròn nhé mình copy cái mã ví này nếu như các bạn copy cái TRC10 thì về cái sàn mà các bạn gửi chẳng hạn là sàn Zimitano này thì các bạn cũng phải chọn cho mình cái đồng mà cái mạng các bạn gửi của USDT Các bạn vào ví này kéo lên USDT này kích vào là rút tiền này thì các bạn cũng phải chọn cái mạng lưới là TLC10. Nếu như các bạn chọn nhầm mạng là các bạn mất tiền không gửi đâu nhé Mình chọn đúng cái mạng là TLC10 và mình pass cái ví mình vừa copy sàn Hobi đây. Mình nhập cái số lượng thì mình gửi nhá. Nếu như bạn nào dùng sàn Binance thì các bạn để ý cho mình nếu như bạn muốn gửi cái USDT từ cái sàn Binance đến sàn Hobi thì các bạn để ý cho mình là khi các bạn vào rút tiền này nhá, rút tiền này. Các bạn chọn mạng lưới nhá, chọn cái mạng lưới này, các bạn cũng phải chọn đúng cái mạng của nó kéo lên trên này có mạng là TRC10 tức là các bạn copy mạng lưới nào sàn Hobby thì các bạn sẽ phải gửi đây bằng cái mạng đấy rồi các bạn dán ví vào đây dán cái ví mình vừa copy sàn Hobby nhưng mà cái sàn Binance thì các bạn phải để ý kỹ cho mình là khi các bạn gửi ấy chẳng hạn như mình gửi là 52 này rồi 52 thì mình sẽ còn là 51 nhé 51 tức là nó sẽ trừ một cái phí của bạn đang gửi đây đi này ví dụ mình ghi là 50 thì mình lại thiếu mất 50 đây mình không đủ lên cái sàn hobby để tham gia đăng ký nhá đấy là cái mà mình nhắc là các bạn nào mà nếu mà gửi sang lên em thì các bạn để ý cái đấy cho mình thôi và như vậy mình đã phân tích cho các bạn biết là nếu để tham gia đăng ký được thì mình không nắm giữ cái đồng HT thì mình phải có 50 USDT này để mình tham gia đăng ký. Nếu như mình không đăng ký thành công ấy, tức là các bạn đăng ký mà không thành công thì các bạn vẫn dùng cái đồng USDT để các bạn à, mua bán các đồng quay khác ở đây, hay là các bạn à, rút về các sàn khác vẫn là được nhé. Vì đây nó là một cái sàn giao dịch mà. Cái đồng HT các bạn vào cái phần giao dịch này hiện tại đồng HT thì không thể nào mua được. Hôm qua mình vào nhưng không mua vì giá nó lên quá cao nhé. Các bạn nhìn thấy này, hiện tại đang là 10.03. 16 USDT trên một đồng HT nhé Giá khá là cao nhé Rồi như vậy thì các bạn đã hiểu là Khi mà đăng ký để mà tham gia chương trình này Thì mình phải có một cái tài khoản sàn Hobi Đã được kyc nhé Mà phải kyc trước cái ngày 14 tháng 12 nhé Hiện tại còn 4 ngày như các bạn đang nhìn thấy đấy Các bạn kéo bên cuối này Các bạn có thể đọc được cái quy định này đăng ký qua hàng chờ phổ thông điều kiện này đăng ký trên sàn Hobi và hoàn tất xác minh nâng cao trước ngày trước 17 giờ nhé ngày 14 tháng 12 này. Nếu bạn chưa xác minh này giữ khối lượng tối thiểu là 50 USDT trong tài khoản này à, trước 17 giờ nhá, tức là 5 giờ chiều đấy, trước 5 giờ chiều nó sẽ mở đăng ký đấy. Ngày 14 tháng 12 này, đăng ký qua HT holder này, tức là những người mà có đồng HT thì họ sẽ đăng ký qua HT này nhá. Cũng là phải trước 17 giờ nhé trước 5 giờ chiều ngày 14 tháng 12 thì mình mới được tham gia đăng ký nhá đó là hai cái điều kiện mà để mà tham gia đăng ký thì một là sẽ dùng kênh phổ thông là 50 USDT hai là những bạn mà nắm giữ cái đồng HT trong cái sàn Hobby thì đủ điều kiện mà tham gia đăng ký nếu như bạn nào đăng ký đấy thì các bạn phải hẹn giờ nhé hiện tại thì mình cũng phải hẹn giờ đấy đây đây như các bạn cũng đang xem là mình cũng phải hẹn giờ đấy không nhiều việc là mình hay quên đó vì thường là không hẹn giờ cũng hay quên cái này với cả một số những người người ta có những cái mẹo để mà đăng ký thành công được là người sẽ tạo nhiều cái tài khoản này đấy. tức là người ta sẽ tạo thêm một hai cái tài khoản nhưng mà những tài khoản đấy đều phải cai c nhá có thể là dùng cái giấy tờ tùy thân của người nhà đấy ví dụ vợ hay là anh chị em người ta sẽ cai c thêm vài cái tài khoản nữa và người ta sẽ đăng ký cả những tài khoản đó thì có thể là tài khoản này của mình không được đăng ký thì những tài khoản kia người ta vẫn được đăng ký đấy và như vậy mình đã hướng dẫn các bạn biết cái tính năng là Hobby Prime chính là cái tính năng mà bán trước mã thông báo trên cái sàn Hobby cho các nhà đầu tư nhé. Thì cái đường link đăng ký sàn cũng như là cách cai C thì mình sẽ để ở phần mô tả cho bạn nào mà chưa có tài khoản sàn này. Thì các bạn vào lấy để các bạn xem các bạn biết cách đăng ký cũng như là cai C nhé. Và bạn nào mà đang khai thác được cái đồng ship 3 này đấy tức là các bạn bốc được vào 30 ngày hay 15 ngày thì hàng ngày mỗi ngày một lượt các bạn cứ vào đây bấm nút khai thác này mà nó rơi ra đồng ship 3 như bạn nào mà hên thì rơi ra cái đồng đó quay này nhá bây giờ mình quay về cái nhiệm vụ chính là quay thưởng cho các bạn ở cái video ngày hôm qua nhé và bạn nào muốn nhận Evan của mình thì các bạn cứ xem video và comment bên dưới các video mình đang phát này thì video sau mình sẽ quay trên cái video đang phát này nhé rồi ở đây thì mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video ngày hôm qua Xin chúc mừng bạn có tên là Thiên Hà Thủy, bạn đã trúng cái vườn của mình trong cái video ngày hôm nay. Bạn liên lạc với mình qua Zalo, mình để phần mô tả cũng như là bình luận để bạn nhận thưởng nhé. Các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát này thì video sau mình sẽ quay thưởng cho các bạn ở cái video này nhé. Và video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.